Còn nếu mà tư lợi, tư cái tư tài, tư lợi được mình hại người đó thì sẽ phạm, chứ không tránh khỏi. Kể rằng đục vách đào tường ý chẳng thôi, trăm mưu ngàn kế khổ mong cầu, đời này ví được của người đấy, nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu. À, mình đục vách đào tường tức là làm cái gì ăn trộm mãi không có muốn thôi, bài ra trăm mưu ngàn kế để mà mong cầu được tài được lợi của người khác. À, ví như đời này mà được đi đó, để mà xài để mà hưởng đó, thì đâu có biết rằng muôn phen muôn kiếp phải làm trâu làm ngựa để đền trả, chứ đừng tưởng lấy ăn rồi là hết, ăn rồi là xong. À, bây giờ mình được hưởng thì tưởng như là sung sướng, nhưng mà cái kiếp khổ đau của đời sau nó không biết bao nhiêu lần. Vì vậy mà phải ngừa, phải tránh. Đó là cái giới thứ hai, giới trộm cắp. Giờ tới cái giới thứ ba, văn giới sắc. Giới sắc tức là tà dâm á. Còn nếu người xuất gia gọi là dâm dục. Linh ông tóc ngược hay khiến tâm tánh say mê, sắc én ngoài ngày làm cho hồn phiêu phách lạc, đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột, lưỡi uống tựa sáo diều mọi người đều phải lắng nghe, người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan, trên thì thông giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luật luận phàm phu học giả đều sai áo đẹp thích điểm trang, kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Đó là một đoạn để nói tai họa của sắc đẹp. Lưng ông tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, đó là diễn tả cái hình dáng của người đẹp. Sắc én mài ngài làm cho hồn phiêu phách lạc, nghĩa là những cái hình ảnh nào là đôi mày, nào là cái gương mặt mà rất là đẹp, khiến cho người ta nhìn tới cái thì hồn siêu phách tán đó, gọi là hồn phiêu phách lạc đó. Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Liếc mắt thì không phải là dao mà người ta bị đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều mọi người đều phải lắng nghe, nghĩa là họ khéo nói, khéo lựa lời, cho nên rồi nghe cái thì lắng tai mà nghe, nghe nói những cái lời êm dịu. Bây giờ người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. À, nếu ai mà mê sắc ấy, thì nghĩa thân như cha mẹ, sơ như là bà con láng giềng đều là tan hết, đều mất hết. Còn kẻ tham, tức là tham mê theo sắc dục đó, thì đạo đức đều tiêu tan, nó không còn đạo đức chút nào. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Trên thì phong giáo tức là gia phong, giáo dục. Thì gia phong đạo đức và sự giáo dục đạo đức của gia đình, nghĩa là đều phải bị mất hết.
Còn ở dưới, tức là ở trong phần gia đình riêng tư á, thì khuê môn tán loạn, tức là vợ chồng lục đục với nhau. Bất luận phàm phu học giả đều sai áo đẹp thích điểm trang, dầu cho kẻ phàm phu tầm thường hay là những người học giả cao siêu, đều sai mê những chiếc áo đẹp, những cái dáng điểm trang của cái người khác phái. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, chữ tô đài, chữ tô là núi Cô Tô ở bên Trung Hoa. Ngày xưa đó, ông Ngô Phù Sai, tức là vua nhà Ngô, vì sai mê nàng Tây Thi, rồi cứ vui chơi ở chỗ trên núi Cô Tô, lập ra một cái đài, xây cất trên đó, rồi cứ ngày đêm vui chơi với bà Tây Thi ở trên đó, mãi quên hết việc nước. Cho nên sau này bị vua nước Việt là vương, Việt Vương là Câu Tiễn kéo quân đánh tan nát rồi phải chết. Cho nên nói rằng kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài là vậy đó, tức là chỉ cho một con vua mà mê sai cái sắc đẹp của nàng Tây Thi, quên hết việc nước mà phải bị mất nước. Còn người tu mà không có, mà còn đắm mê sắc đẹp á, thì giới thể bị chôn vùi đi dâm thất, tức là những cái chỗ không tốt. Phải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài, nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. Ngài mỗi giới đều hay nhắc cái câu này. Khi nãy thì nói rằng nếu sai đầu thì liền đến quê hương đó. Bây giờ ngược lại, phải do phóng mắt đuổi theo bên ngoài. Sở dĩ mà người ta mê sai sắc đẹp là vì cứ phóng tầm mắt đuổi theo những cái hình dáng bên ngoài, cho nên rồi mới mê sai. Mà đã đuổi theo bên ngoài thì không có xoay đầu nhìn lại bên trong, tức là không biết xoay trở lại quê hương của mình. Cởi hết lụa là che thân, chỉ bài làm da bọc thịt, độc giác gần nữ am mà vàng tục, tranh quân xa thám phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thần thông, kẻ mê đắm sắc thì mất các giới hạn. Ở đây Ngài giải thích thêm, nếu là con người thì chỉ có cái dáng bên ngoài, lụa là che thân, rồi trang điểm cho nó đẹp đẽ. Chứ nếu mà tất cả những cái che đậy đều cởi hết ra thì ai cũng là da bọc xương bọc thịt thôi, chứ có gì đâu mà có gì mà mê, có gì mà sai. Vậy mà ngày xưa có một vị độc giác tiên nhân, vị gì gần nữ am, am là cái nhà, cái am á của người nữ, mà bị hoàng tục. Thì trong kinh Phật có nói ngày xưa có vị độc giác đi khất thực, rồi có một cái người nữ họ danh dân cơm, người dân cơm thì ngài nhận quen rồi, sau lần lần nó có những sự xúc chạm, lần lần khi trước đó, thì mỗi lần nhận xong cái thì ngài liền dùng thần thông ngài đi, thì sau ngài nhận lời bị sự xúc chạm nên sao mất thần thông, thì ngài đi thần thông không được, trở thành người thế tục. Đó là cái câu chuyện mà ở trong luật hay nhắc cái vị độc giác mà được vua cúng dường đó. Ở đây thì nói rằng gần nữ am. Còn chân quân
xa thám phụ nên thanh thiên. Thì thám phụ là người đàn bà bằng than, chữ thám là lập than. Nói rằng hồi xưa có một nhà tu tiên là Trương Đạo Lăng, thì ổng tu, ổng luyện phép được nhiều phép thuật, rồi luyện được cái thuốc linh đơn, rồi luyện cả phù chú nữa. Cho nên người ta nghe cái danh tiếng của ông, họ theo học rất đông. Bây giờ ông muốn thử học trò của ông, thử coi đứa nào mà quyết chí tu. Cho nên ông lấy than, ông gọt, ông làm người nữ, gọt xong rồi ông hóa thành người nữ rất đẹp, thì cho tới trêu ghẹo mấy ông đệ tử. Nếu ông nào mà bị trêu ghẹo rồi nắm tay nắm chân cô đó, thì tay chân ra rồi, tay chân đang thui nắm cái nào dính đen cái nấy. Kể thì tới ra ông bảo trình tay chân nhắm coi, thì nếu người nào mà dính thì ông nói thằng này không xong rồi, cho về. Còn người nào mà không dính thì ông cho học. Bây giờ mình gọi là thám phụ đó, là cái cô gái bằng than. Ông đó cũng cắt cớ. Vì vậy tôi nói đây mới nói rằng vì sao? Vì vậy cái nếu mà gần thám phụ thì không có thăng thiên, mà xa thám phụ tức là chỉ là xa những người nữ đẹp đó, thì được sanh cõi trời. Chân quân là một cái gì họ không có thích. Chân quân thì nói rằng ngày xưa ông là một cái người học đạo tiên với Ngô Mãn. Thì khi mà ông tu luyện thì ông chán, ông không có dính mắt với cái thái nữ, vì vậy mà sau này ông được sanh cõi trời. Vì vậy mà nói chân quân được sanh cõi trời đó. Như vậy thì chẳng những là người thế gian mà những người chẳng theo sắc thì được năm thần thông. Nếu mà không mê sắc đẹp thì được năm thần thông, còn kẻ mê sắc đẹp thì mất các giới hạn. Bây giờ bài kệ: má thoảng hương mai mặt dị đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao, phải điều một đãi da hôi thúi, thầm cắt ruột người chẳng dụng dao. Má thoảng hương mai mặt nhị đào, đó là tả cái dáng người nữ đẹp. Thấy rồi mắt dán ý nao nao, nên nhìn thấy người đẹp rồi thì con mắt cứ nhìn hoài, con mắt nó dán gì đó, nó không rời. Còn trong lòng thì sao xuyến, ý nao nao. Nhưng mà xét kỹ thì sao? Thải đều một đãi da hôi thúi, thì chỉ có cái dáng bề ngoài, chứ thực sự thì ai cũng là một cái đãi da hôi thúi. Nam cũng một đãi da hôi thúi, nữ cũng một đãi da hôi thúi thôi, không hơn không kém gì hết. Chẳng qua chỉ có cái dáng ở ngoài một chút thôi. Thầm cắt ruột người chẳng dụng dao, như vậy đó mà người ta bị cắt ruột không có cần dao. Nghĩa là phải chết, phải sai, mà không có phải dùng phương tiện khác. Đó là để nhắc nhở ai có cái bệnh đối với cái sắc đẹp mà đắm mê đó, thì nó hiểm nguy như vậy. Bây giờ văn giới vọng nữ, tức là cái giới thứ tư. Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa quả phúc, nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân ngừa nói như bình, nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà vại. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai, đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Vả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước,
chẳng những kẻ nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. À, đây là giải thích về cái lỗi của vọng ngữ. Mà muốn biết cái lỗi vọng ngữ thì phải biết cái gì? Tâm là gốc thiện ác. Tâm tức là những cái ý niệm ha. Miệng là cửa quả phúc. Cho nên nói cái quả từ miệng mà ra đó. Bởi vậy cho nên nó dè dặt cái lời nói. Nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai. Chỉ khởi nghĩ một chút mà có sự hưởng ứng. Nó đúng như cái gì mình nghĩ. Nghĩ xấu thì có cái hưởng ứng xấu. Nghĩ tốt có cái hưởng ứng tốt rõ ràng. Đó. Nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Đó. Một lời nói mình nói ra thì cái quả báo nó sẽ theo đó. Nó không có sai chạy. Chứ đừng có tưởng thường. Như vậy mà một lời nói ra là sẽ có cái quả theo. Một lời nói lành thì có cái quả lành theo đó. Một lời nói ác thì có cái quả ác theo đó. Bởi vậy quân tử trọng lời như biện, tức là cái người quân tử trọng lời nói như đinh đóng vậy. Biện tức là cái thành của cái giường. Cái giường mà những cái cây mà nó làm thành giường, nó nhờ đóng đinh nó cứng nó mắc lại. Vì vậy mà nói biện tức là có nghĩa là đóng đinh á. Quân tử trọng lời như là đóng đinh vào cổ vậy đó. Cổ nhân ngừa nói như bình đó. Người cổ nhân ngừa cái miệng mình nói như cái bình vậy. Nếu cái bình mà để đứng thì nó không có đổ nước. Nếu để nghiêng thì nó đổ nước. Vì vậy cho nên mình luôn luôn ngừa cái lời nói, không có để nó thoát ra những cái lời vô nghĩa, những cái lời hại người. Nói ra thì ngay thẳng công bằng đó. Đây là nói cái người quân tử, nói cái người đạo đức. Mở lời thì không quanh co, cong queo, tà vại. Lời nói nào thì nói ngay thẳng đúng đắn, chứ không có tà, không có vại. Thì thế gian sao có hay nói những cái lời thấy một đàn, nói một ngã, hoặc là nói móc nói méo đủ thứ hết á. Thì những cái đó là nói gì? Nói cong queo, tà vại không? Còn nói ngay thẳng thì có sao nói vậy? Không có cái gì mà phải quanh co. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai. Đó. Mấy cái câu này kể cả người xuất gia cũng phải học luôn, phải không? Không nói đây hay kia dở, tức là năm ba huynh đệ, hai ba huynh đệ gì đó tụ họp lại thì nói gì? Nói huynh kia có cái này hay, huynh nọ có kia dở, nghĩa là gọi là bàn thị phi, hay dở là thị phi. Vì vậy cho nên mình không có nói ai hay ai dở, rồi cũng không có làm gì, chẳng bàn mình phải người sai. Luôn luôn thì nói chuyện có khi nào nói tôi dở cái này, tôi dở cái kia không? Ngồi lại hai ba người thì nói hôm qua hôm kia thì anh kia hay chị kia đó chỉ nói như thế này, tức là nói những cái lời mà rất là vô phép hay là rất là thô lỗ đối với mình, rồi mình xử lại thế nào. Mình rất là hay nói luôn luôn, lúc nào cũng nói cái người ta đối với mình là dở mà mình đối lại rất là hay. Có khi nào mình nói là tôi đối người này dở, tôi đối người kia dở mà người ta hay không? Có không? Bởi vậy cho nên nói ra thì nói người ta dở mà mình hay, chứ ít ai nói mình dở mà người ta hay lắm. Có ai gan nói vậy không à? Cho nên ngồi lại bàn thì cứ cái ta lên trên hết à. Cái ta là hay thế này, ta là giỏi thế kia, đủ thứ ta. Còn kẻ khác thì dở đủ thứ dở. Bởi vậy thôi bớt nói là hơn, phải không? Nói thì cái ta nó còn hiện rõ, nó xuất hiện đầy đủ cái bộ mặt của mình hết. Chứ còn không bao giờ nói cái chuyện người khác hay mà mình dở đâu.
Cho nên chẳng bàn mình phải người sai, đừng có bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng giùm lời. Đừng có khua môi múa lưỡi tỏ là mình hay, tỏ mình khôn, phải không? Mà cần phải giữ miệng giùm lời, lời nói phải gìn giữ, đừng có nói vậy. Vả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước. Đó. Nghiệp thân là nặng, nhưng mà đầy lộn với nhau, rồi mới có đánh lộn, phải không? Chứ có ai đánh lộn trước khi đầy không? Như vậy thì cái cửa miệng là gây quả, rồi mới tới cái thân đánh đập, rồi làm khổ cho nhau. Như vậy thì tới cái thân là cái chuyện lớn, nhưng mà cái đi đầu là cái miệng. Cho nên rồi quý vị thấy ở thế gian, nếu mà mỗi người biết gìn giữ cái miệng thì chắc ở trong nhà ít có rầy lộn. Nhưng không rầy lộn có đánh lộn không? Chắc không có đánh lộn. Vì vậy cho nên ai nấy khéo giữ cái miệng thì sẽ không có cái tai họa lớn. Còn nếu không khéo giữ miệng thì sẽ có quả lớn. Chẳng những kẻ nói là vọng, tức là mình nói là dối là sai, còn khiến người nghe làm bậy nữa. Người ta nghe mình nói rồi nhiều khi họ lại hiểu và họ làm bậy. Thí dụ mình nói không đúng lẽ thật, người ta nghe ta tưởng thật, rồi kia thì họ làm bậy, cái đó là lỗi tại mình. Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi, hoặc kềm sắt kéo lưỡi cam chịu chua cay, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng lòng ôm đau đớn. Đó, đây là nói kết quả về sau. Hiện đời thì bị người ta khinh rẻ, ai mà dối trá thì người ta coi thường, người ta khinh rẻ. Mình sau khi chết thì nghiệp báo nó lôi kéo mình vào địa ngục. Và khi vào địa ngục rồi, bị kèm sắt nó kéo lưỡi ra, rồi nó cắt, nó là chua cay, đau đớn. Rồi lại bắt mình hả họng ra, rồi đổ, rót nước đồng sôi vào miệng, thì nó cháy cho ruột gan. Đó, như vậy thì hiện đời đã xấu, mà đời sau lại càng khổ đau, cho nên phải ráng ngừa tránh. Kể rằng, kề vai, cười nói, khua lưỡi môi, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, riêng ý cầu tài mong người thích, sao cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. À, kề vai cười nói khua mũi lưỡi, khua lưỡi môi đó là vì mình muốn nói cho người ta, dụ dỗ họ nghe lời dối trá của mình, cho nên làm thân, thấy không? Làm thân, rồi kề dai, rồi thân thiết, nói cứ mãi làm người vọng ngữ thôi, cứ như vậy mà làm người dối trá. Riêng ý cầu tài, nói dối với người ta để mong được cái tài lợi về mình. Đó, mong người thích, muốn được tài lợi thì phải nói gạt, nói dối cho người ta ưa, ta thích thì mới dối được, mới gạt được. Nhưng mà khi mình dối gạt được người ta rồi, sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. Đến sau cùng rồi, tức là lúc mình chết thì phải bị cái nghiệp lôi kéo vào địa ngục, chịu những cái khổ sở đau đớn vô cùng ở trong địa ngục. Đó là từ tội vọng ngữ mà ra. Bây giờ tới cái giới chót là giới rượu. Văn giới rượu: người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, hơi nóng xong nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm, hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mèn ngoài đường xá, khi trời mắng đất quỷ Phật che tăng, miệng lãm nhảm hát ca, thân
thanh trần trụi nhảy múa, đã không tiếp Phật cúng dường mà lại theo bọt mũ đen bất chánh, tan thanh mất mạng từ đó mà sanh, nước mất nước hại nhà từ đây mà có. Bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm quả kéo về. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang mê rượu nên năm con đều quán. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng, mà bạch đạt giả cũng cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tăm trong rượu. Thì như vậy, ở đây Ngài chỉ rõ người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm. Đó, làm cái cụ thể vô cùng. Uống rượu nhiều rồi thì quên hết những cái hay, mất hết những cái tốt, cho nên đức hạnh suy kém. Rồi nói lời nhiều lỗi lầm, vì khi uống rượu nóng bức quá, nói không suy nghĩ, bởi không suy nghĩ cho nên dễ sanh lỗi lầm. Hơi nóng xong nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột. Đó, uống rượu vô nóng quá nó làm cho dạ dày bị lép, bị hư. Rồi do cái vị cay đó làm cho gan, cho ruột phải bệnh. Đó, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê. Thì như vậy quý vị thấy cái tai họa, tai họa từ đức hạnh suy kém, tai họa do bệnh rượu mà làm thành bệnh hoạn, do rượu mà làm cho tinh thần mình nó tối tăm, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm. Đó, tới cha tới mẹ mà khi sai rồi cũng không kể, vì vậy mình dễ sanh tội ngũ nghịch. Hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc sai mèn ngoài đường xá. Đó, uống rượu mà người ta gọi là uống gì đó ban hầu rồi đó, thì ở trong quán, trong tiệm nói sao, nói nhỏ hay nói lớn, nói ồn ào cãi qua cãi lại. Hoặc là sai mèn ngoài đường xá, ai mà sai khá khá ra đường đi không nổi thì sao, nằm bẹt ở đó bên lề đường, sai mèn ngoài đường xá. Rồi lúc đó khi trời mắng đất, quỷ Phật chê tan không kể ai hết, là bất kể trời đất mà. Miệng thì lãm nhảm hát ca. Người mà lãm nhảm hát ca giống ai? Giống cả điều. Rồi trần trụi, thân trần trụi nhảy múa nữa. Thì quý vị thấy có mấy người sai đi ngoài đường đó, con nít nó buông nó coi đó, thấy múa nhảy đủ thứ hết. Thì như vậy vì rượu mà từ một con người tỉnh biến thành một con người điên, phải không? Vậy mà người ta lại chịu làm điên, không chịu làm tỉnh. Đó, đây là đối với phần đạo đức. Đã không tiếp Phật cúng dường mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tức là mũ đen bất chánh là bọn ăn trộm cướp đó, tan thanh mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Đó, thì hai cái đó vừa là mất mạng, vừa là hư nhà mất nước, cũng vì tại rượu. Bây giờ ngược lại, bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm quả kéo về. Nếu mà không uống rượu thì mọi cái điều lành nó tới, còn uống rượu thì quả nó kéo về có dây. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo. Như vậy thì vua Đại Võ do không uống rượu mà cả mọi người đều theo, thì ở trong Sử Tào có kể rõ đó. Rồi kế đó nữa là ông Thái Khang mê rượu, năm người con đều quán. Bởi vì tích nói rằng ông Thái Khang vì ông mê uống rượu quá mà con cái ông bỏ ông luôn đó. Đâu chỉ hàng không lưu phải răng, mà bậc đạt giả cũng cần phải tránh. Hàng không lưu tức là cái hàng nho nhã ở ngoài đời á, cũng còn phải ngừa, phải tránh rượu. Mà cả
giả nữa, tức là những người tu hành đã có cái đạo đức cao rồi cũng phải tránh cái uống rượu nữa. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tăm trong rượu, nghĩa là có danh có tiếng giàu sang mà rồi rốt cuộc bị rượu làm cho tâm tối. Như vậy thì rượu làm cái tai họa hết sức lớn. Kể rằng men bả một vò ủ nấu thành, bao nhiêu người trí mất thông minh, chẳng riêng tăng sĩ không gìn giới, mất nước tan nhà từ đó sanh. Nghĩa là rượu là cái gì? Chẳng qua là men rồi cộng với bả nếp hoặc là gạo rồi đổ cho bò ủ rồi nấu thành rượu chứ có gì đâu. Vậy đó mà bao nhiêu người trí đều mất thông minh vì nó. Rượu đó nó không phải như người tu sĩ uống rượu là phạm giới, mà không uống rượu là giữ giới, mà tất cả người thế gian từ vua chúa quan danh, nếu mà ai mê say rượu thì vua chúa thì mất nước, còn dân thì mất nhà, tan nhà, đều là do cái bệnh rượu mà có. Thì như vậy năm giới, giới uống rượu này vừa như nhẹ mà nó cũng là quả không thể lường được, cho nên mỗi người cũng phải cố gắng tránh được cái rượu là mình đã tiến một bước rất lớn, không có gây nhiều lỗi lầm tai họa cho mình và cho người. Đó là năm giới rồi, là cái phần bốn núi. Mới nghe nó bốn núi thì quý vị nghe lạ tai, nhưng mà bốn núi này là y cứ trong kinh ngài diễn tả ra cho chúng ta hiểu dễ. Tôi đọc lâu nhớ đại khái, ở bên Hán Tạng thì bộ kinh Tạp An Hàm có nói cho bài kinh về bốn núi. Ở bên Bali và Thượng Minh Châu dịch thì gọi là Tương Ưng Bộ đó, thì cũng có cái bài bốn núi, thành hai bên đều có cái bài kinh này. Giờ tôi đại lược cái bài kinh, vì lâu quá nhớ không biết có sai chi tiết hay không, đại khái thì không có lòng. Đó là một hôm nọ, ông vua Ba Tư Nặc ông đi chinh phạt một cái bọn quân loạn ở ngoài biên giới. Ông đánh thắng, ông kéo quân về gần tỉnh xá của Phật ngang đó, thì ông dừng quân lại, bản thân ông tới ông lễ Phật. Thì khi lễ Phật rồi, Phật mới hỏi đại vương đi đâu về mà thấy coi nhọc nhằn. Thì ông mới bạch, thì con đi chinh phạt cái bọn ngoại xâm vừa chiến thắng trở về. Cái lối nói của ông có vẻ hiện ra cái kiêu khí người thắng trận. Thì sau khi ông nói xong, Đức Phật mới hỏi anh này đại vương, nếu có người ở phương Đông đến xưa thế này, tôi thấy một ngọn núi từ phương Đông nó lăn lần về đây, mà nó lăn tới đâu cũng nghiền nát hết cỏ cây người vật đều bị nghiền nát hết. Rồi có một người phương Nam tới cũng tao đại vương có một ngọn núi ở phương Nam nó cũng lăn về đây, mà tới đâu nó cũng nghiền nát cây cỏ người vật hết. Phương Tây
Tây có một ngọn núi, phương Bắc một ngọn núi, mỗi phương có một ngọn núi đường lăn về, mà lăn tới đâu thì cây cỏ người Phật đều bị nghiền nát hết. Phật nói như vậy, nếu có người ta báo bốn ngọn núi nó lăn về mà tàn sát cây cỏ người Phật, thì đại vương sẽ cử đội quân nào để đi chinh phục nó? Không ngồi mắt đâu, không có cử đội quân nào được hết. Dù cho đội quân đó có tài mấy, thắng trăm trận đi nữa, cũng không thể nào chinh phục được bốn cái núi đó. Đó, bốn cái núi đó là sanh, già, bệnh, chết. Dù cho có ai đó có tài ba mấy, có sức mạnh mấy, cũng không có thắng được, không có chinh phục được cái sanh, già, bệnh, chết, mà đều bị nó nghiền nát hết. Nghe vậy cái kiêu khí gọi xuống liền. Quý vị thấy cái ý nghĩa bốn núi là vậy đó. Bây giờ ở đây có ai mà chạy thoát được bốn núi nghiền nát không? Nó cứ lăn tới từ từ. Mình đương đứng mà thấy lăn từ từ, từ hình tới mình nữa. Mà bây giờ tôi cho ba cái nữa, lăn tới nó nghiền gần nát. Chỉ còn cái thứ tư nữa, sanh, già, bệnh, ba cái đều có hết rồi, chỉ còn cái thứ tư nữa là tử. Tới cái đó là kết cuộc. Thì như vậy ai cũng bị bốn cái núi đó nó nghiền nát mà mình không hay, phải không? Không có cái gì chống được nó hết.